Xin kính chào quý vị khán giả của chuyên mục Nói Không Với Rác Thải Nhựa. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một không gian học tập của cô và trò trường Mầm Non Hoa Ban, huyện Tủa Chùa. Đây là một không gian được các cô hình thành nên từ những nguyên vật liệu tái chế rất là sinh động và sáng tạo, phục vụ hiệu quả trong quá trình dạy và học tại nhà trường. Trong chuyên mục ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu sự đồng hành của cô giáo Lương Thị Phương Hằng, giáo viên trường Mầm Non Hoa Ban, huyện Tủa Chùa. Chào cô giáo ạ. Chào bạn. Xin chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa cô giáo ạ, ở đây thì tôi thấy là có rất là nhiều những không gian học tập vui chơi của trẻ được xây dựng nên với nhiều chủ đề rất là khác nhau. Cô giáo có thể giới thiệu một chút về những không gian này của trẻ được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, để phục vụ được cái nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ mầm non thì tại trường Mầm Non Hoa Ban, huyện Tủa Chùa, đơn vị chúng tôi đã sưu tầm, sáng tạo và đưa ra các cái ý tưởng để tạo nên các cái không gian, các cái gian hàng cho trẻ học tập và vui chơi. Ví dụ như nơi chúng ta đang đứng, chúng tôi đã tạo được các cái không gian như khu vui chơi dân gian, siêu thị mini, thư viện của bé và các trò chơi vận động như các trò chơi dân gian. Ở các không gian, các khu vui chơi này thì chúng tôi đã sưu tầm các nguyên vật liệu phế liệu khác nhau. Từ những nguyên vật liệu phế liệu đó thì các cô giáo đã tập trung lại và đưa ra những ý tưởng khác nhau để tạo ra những đồ chơi cũng như những nguyên vật liệu, những cái không gian chơi để cho trẻ có thể thực hiện vui chơi học tập ở trong đó một cách phấn khởi và thích thú hơn. Và bây giờ xin mời bạn chúng ta cùng tham gia một số gian hàng mà chúng tôi đã tạo nên ở khu vực này. Dạ vâng ạ. Xin giới thiệu với bạn, nơi chúng ta đang đứng là một không gian chơi rất là độc đáo và sáng tạo. Không gian được mang tên siêu thị mini. Dạ vâng, vậy thì tại không gian này thì có gì đặc biệt tại đây ạ? Vâng, như chúng ta đang nhìn thấy, ở tại cái gian hàng siêu thị mini này, bản thân giáo viên chúng tôi đã sưu tầm các nguyên vật liệu khác nhau từ các vỏ hộp như là hộp dầu gội đầu, vỏ thuốc, vỏ bánh kẹo. Từ các cái nguyên vật liệu phế liệu này, sau khi sử dụng thì chúng tôi đã không vứt đi mà sử dụng tái tạo lại để làm nên những cái đồ dùng, đồ chơi mà trẻ có thể thực hiện được. Và còn ví dụ như qua các cái hộp bánh, hộp kẹo thì chúng tôi sẽ dạy cho trẻ các cái kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, mô phỏng lại các cái công việc thực tế hàng ngày mà bố mẹ trẻ hoặc cá nhân anh chị trẻ, bản thân trẻ đã sử dụng khi ở nhà. Từ các cái hộp như bìa cắt tông thì chúng tôi đã tái tạo lên từ những cái ý tưởng sáng tạo là tạo lên những cái bếp ga hay là những cái tivi, những cái đồ dùng vật dụng này là có rất là gần gũi trong cuộc sống gia đình của trẻ. Vậy thì cái lý do mà các cô lựa chọn nguyên liệu tái chế làm cái nguyên liệu chủ đạo để hình thành nên không gian này thì đó là gì thưa cô giáo ạ? Vâng, lý do mà chúng tôi tận dụng lại những cái nguyên liệu tái chế này, thứ nhất đó là rèn dạy cho trẻ những cái kỹ năng tự phục vụ bản thân mình, tự bảo vệ, giữ gìn môi trường, cũng như qua đó thì trẻ học mà chơi, chơi mà học để hiểu được các cái kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, cũng như các cái kỹ năng chia sẻ của công việc của mình đối với những người thân của mình trong gia đình. Dạ vâng ạ, vậy thì ngoài không gian rất là đặc biệt này thì cái việc ứng dụng những nguyên liệu tái chế này thì có được các cô giáo ứng dụng vào những cái hoạt động khác trong nhà trường nữa không ạ? Vâng. Khi sử dụng và tái chế các đồ dùng dụng cụ ở ngoài cái không gian này thì chúng tôi còn sử dụng các cái nguyên vật liệu này vào trong các góc của của lớp học theo chủ đề, chủ điểm, theo các góc chơi. Ví dụ như ở các cái góc chơi như là vỏ lon bia thì chúng ta có thể sử dụng trong các góc chơi âm nhạc. Đấy, vỏ bìa cắt tông thì chúng ta có thể sử dụng trong góc chơi phân vai để làm những đồ chơi gần gũi với cuộc sống của gia đình trẻ. Và những nguyên vật liệu khác thì chúng ta có thể cho vào các góc khác. Và việc sử dụng các nguyên phế liệu này thì xuyên suốt trong một năm học và được thực hiện nhiều nhất đó là vào đầu năm học khi chúng ta tạo môi trường thân thiện cho trẻ học tập và vui chơi. Rất cảm ơn cô giáo với những chia sẻ trên ạ. Thưa quý vị và các bạn, với nguồn nguyên liệu tái chế rất là đa dạng, bằng sự khéo léo của mình thì các cô giáo mầm non đã hình thành nên những không gian học tập vô cùng hiệu quả và ý nghĩa. Đến đây thì chuyên mục kỳ này của chúng tôi xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.